Em Hồng Nguyễn Sư, xin chào tất cả các bác những người yêu đồ lính trên toàn quốc nhé. Hôm nay thì em có về được một sản phẩm xanh ô liu đã rất lâu rồi. Hôm nay em lại có một sản phẩm này đưa lên thì chắc rằng là các bác cũng đón nhận. Em nghĩ rằng là khi lên video này bác nào mà ưng ý nhé thì hãy alo cho em Hoàng thật nhanh nhé. Vì sản phẩm này chỉ có một thôi mà đã rất lâu rồi, hôm nay em mới lại về được một chiếc màu xanh ô liu nhé. Mà chiếc này nó đặc biệt hơn tất cả những chiếc lần trước nhé. Chiếc lần trước ấy là những cái chiếc mà mỏng, còn chiếc này là dày nhá, thì nó gồm có bản mùa thu và bản mùa đông. Cho nên chính vì như thế, cái tiết trời châu Âu thì thường là họ ra hai cái dòng áo, thì thường là họ chỉ có một là mùa đông và mùa hè. Nhưng mà cái bản mùa mùa hè của họ ấy, thì thường là mình sẽ được mặc được vào mùa thu. Nó bản nó vẫn là ba lớp nhưng mà nó bản mỏng. Nhưng hôm nay em sẽ về một bản đặc biệt nhé. Một bản đặc biệt, một chiếc áo G8 xanh ô liu nhé các bác nhé. Đây, một trong những chiếc áo có thể nói rằng là được rất nhiều bác săn đón nhé. Chiếc áo mọi khi ấy thì là xanh ô liu ấy, mà G8 ấy thì nó sẽ trần 3 lớp, trong lẫn ngoài, nhưng mà nó sẽ không có một lớp nỉ này nhé. Không có là một lớp cô tông này đâu. Bản này nó là bản mùa đông nhé. Bản này nó là bản dành cho những người đi mùa đông lạnh nhá. Chiếc áo này rất nặng nhé các bác nhé. Ví dụ như chiếc áo mọi khi ấy thì nó tầm độ khoảng 8 nặng cho đến 1 cân, nhưng chiếc áo này nó rơi vào khoảng tầm cân 3. Cân 3 nhé các bác nhé. Cân 2, cân 3. Vì nó như thế này. Đây. Bây giờ em vào cùng với các bác đi vào chi tiết nhé. Chiếc này em nói nhá, còn 99% chưa nhúng nước nhá. Mới tinh chưa nhúng nước nhá, chỉ thiếu một cái mã vạch nữa là 100% nhé các bác nhé. Một chiếc G8 xanh ô liu. Bản đẹp. Và bản này nó là bản mùa đông nhá. Bản này nó là bản dày. Tất cả những chiếc G8 từ lần trước tới giờ em bán thì chưa có bản nào mà nó gọi là bản mùa đông mà dày như bản này nhé các bác nhé. Bản này là bản đặc biệt, nó dành cho những người phi công bay mà trên bản mùa đông đấy, rất là lạnh đấy, vùng vùng lạnh đấy, hay còn gọi là vùng tuyết này. Và bản này đặc biệt nó có chữ V nhá. Bản này là bản có chữ V này. Nó có hai bản, bản chữ V thì nó là sẽ là bản dày này. Còn cái bản mà không có chữ V thì nó lại dành cho bản mỏng, hay còn gọi là bản mùa thu đấy. Đây, các bác nhìn này, V tay còn mới cứng nhá, mới cứng nhá. Chiếc áo này là mới thiếu mỗi cái mã vạch nữa thôi, chưa nhúng nước nha các bác nhá. Đây, bây giờ em với các bác sẽ đi vào chi tiết của em, nó size rất đẹp nhá các bác nhá. Đây này, cái lớp này là cái lớp cô tông này, nó trần thêm một lớp cô tông này. Cái này là nó còn có cả quần của G8 để cài cúc vào đây nhá. Quần nó liền nhau và cài vào đây, cho nên những cái khuy này nó có sẵn này. Những khuy nó có sẵn để cài cài vào quần đấy. Cài khuy quần vào đấy. Nó có những cái loại quần ấm của G8 đấy. Đây các bác, đẹp đỉnh rồi. Không thể nào đẹp hơn. Xanh ô liu. G8 thì nó vẫn là một trong những cái sản phẩm mà dòng phi nốt G8 mà được nhiều các bác ưa thích rồi. Vì nó rất là đẹp và nó rất là dễ mặc nha các bác nhé. Cửa khóa đấy. Khóa đồng nhá. Đây không? Khóa idea nhá. Cổ đây. Em bảo rồi, những cái bộ bo của tất cả các dòng Phinote thì bao giờ em cũng phải để ý nó là hàng đầu. Vì một chiếc áo đẹp. Đây là V nhé. Em nhớ không nhầm thì khi video này lên một bác ở Quảng Ninh nhé, thích cái dòng G8 mà có V này thì hãy alo cho em Hoàng nhanh nhé. Vì bác nào alo nhanh thì sẽ có sản phẩm thôi. Bởi vì là khi mà em đưa những cái dòng này lên thì nó rất là nhanh như các bác nhé. Có những cái vừa lên xong cái là bán ngay rồi đấy. Đây này, cái G8 thì em vẫn nói là cái vỉ bìa vạt bên trong này nó đều có sóng và đều được may một cách rất là tỉ mỉ nhé. Và cái gấu này của nó này, hay còn gọi là bo, là nó bo bằng thân vải luôn nha các bác nhé. Nó bo bằng thân vải luôn đấy. Thân vải như thế nào thì nó bo đúng như thế nhé. Em chỉ có một chiếc thôi, chiếc này là chiếc mùa đông rất nặng nhé. Tầm khoảng cân 2, cân 3 so với những chiếc G8 khác nha các bác nhé. Cho nên các bác nào thích thì hãy alo cho em Hoàng ngay nhé. Size này của nó là cũng là một trong những cái size mà có thể nói rằng là rất dễ mặc cho các bác nhé. Chiếc này được ra đời năm 1971 nhé các bác nhé. Ở tại bang Houghton.
Đây các bạn. Đẹp tuyệt vời. Thường là những chiếc mà chưa nhúng nước như thế này ấy, thì em để cho các bác về các bác mặc. Ví dụ trong M65 hay là những chiếc áo khác, nhưng mà những cái dòng này nó có ít quá mà lại nhiều bác lại thích. Cho nên chính vì như thế các bác muốn để nhìn cái form khi mà mặc nó lên như thế nào, thì hôm nay thì em sẽ mặc chiếc áo này nhé. Bởi vì chiếc áo này là mới 99,99%, thiếu một cái mã vạch nữa là 100%, và chưa nhúng nước tại Việt Nam mà cũng như ở Mỹ nhé. Nhưng mà hôm nay em sẽ khoác thử lên để cho những các bác mà chưa biết hoặc là muốn xem nó thì để cho em khoác lên cùng với cái form này để các bác nhìn nhé. Em cao 1m72, em nặng 72 kg nhé. Đây em sẽ đưa lên cho các bác để các bác xem nhé. Vì nó còn cái khóa nó còn rất là mới cho nên chính vì như thế này. Đây. G8 thì nó là tuyệt đỉnh rồi. Em cao 1m72 thì các bác từ 1m72 như em này cho trở xuống đến 1m6 thì sẽ mặc được chiếc này rất đẹp nha. G8 thì thực sự là từ trước đến giờ nó luôn được là đón nhận khi mà em về những cái sản phẩm này nhé, và nó có thể nói rằng là được rất nhiều bác ưa chuộng vì nó là một trong những dòng áo rất là dễ mặc và lịch sự, đi mưa nhẹ và đi ăn cỗ hay là đi kiểu như ngoại giao ấy, thì những chiếc G8 này nó mang một cái dáng vẻ của nó rất là đẹp, và nó kiểu nó có một cái gì đó cái màu của áo lính ấy, xanh ô liu ấy, nó rất là hợp với các cái tuổi trung niên, tầm độ khoảng ngoài 40 trở ra đến tầm 60 như tầm tuổi anh em mình, là mặc rất là lịch sự lịch lãm mà nhìn nó chất. Em chỉ có một sản phẩm thôi, đây tem của nó này, đây tem của nó này, bên này là tem dính nhá các bác nhé, bên này là tem dính này, có thể bóc ra và dán vào được, thích dán cái gì vào đây cũng được, cờ cũng được mà cái tem da này cũng được. Bây giờ em sẽ đọc size của chiếc này nhé. Mã chiếc này là 476 nhé, vai 49, lưng 66, tay 62, từ 58 cho đến 72 kg như em nhé, cao 1m6 cho đến 1m72 hoặc 1m7 là mặc được chiếc này nhé. Chiếc này có giá là 23 triệu nhé các bác nhé, 23 triệu chưa nhúng nước nha các bác nhé, từ 58 cho đến 68 cho đến 72 kg, cao 1m7, 1m72 đến 1m6, từ 1m72 đến 1m6 trở lui là mặc được chiếc này rất đẹp nhé các bác nhé. Nó là một trong những cái size mà có thể nói rất được nhiều người mặc vừa vặn với nó. Ví dụ như là cái dòng phi công này, thì bao giờ nó cũng bo đến tầm này chứ không bao giờ có trùng nhé. 100 con phi nốt, kể cả là dòng MA1 hay A2 hay là tất cả những dòng da, và nó đã nói đến dòng của phi nốt thì bao giờ nó cũng là cọc chứ không bao giờ có trùng như các bác nhé. Bác nào mà trùng thì sẽ không mặc được chiếc này, nếu thích trùng thì phải mặc M65, chứ còn với dòng này là phi công thì nó bao giờ nó cũng chỉ bo như thế này thôi. Em có một sản phẩm mới lên thôi, lâu lắm rồi hôm nay em mới về được nó. Bác nào nhanh tay thì hãy alo cho em hàng nhé. 23 triệu tất nhiên là cái giá này em chỉ có mời các bác cà phê từ xa thôi, vì những cái dòng sản phẩm như thế này thì em không không có về được nhiều, mà nó lại nhất là chưa nhúng nước như thế này nữa, và nó thuộc cái thành phần là còn mới 99% thì cực kỳ hiếm như các bác nhé. Còn dòng G8 ấy thì nó fake và nó kiểu như mang tính chất là nó dựng lại của đời mới bây giờ này, và nó mang tính chất là những cái dòng mà rách và tụa thì giá nó khác nhé. Còn cái này của em ấy là em đã nói rồi, trên kênh của em là kênh tuyển chọn, cho nên chính vì những cái sản phẩm em đưa lên là đều tuyển chọn nhé. Vì tất cả những cái sản phẩm nào em đã để hình máy bay thì những chiếc sản phẩm đó là đã hết nha các bác nhé. Bác nào cảm thấy vừa mới size này thì alo cho em Hoàng nhé. Mà em nghĩ rằng là chiếc này em đưa lên video cũng rất là nhanh thôi, chứ không 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 để qua đêm được. Cho nên em biết nhiều bác sẽ rất thích về cái món G8 này. Có một bác ở trong Bình Định nhé, bác gọi cho em rất nhiều lần về G8 nhưng hôm nay em bận, em không lên được, hôm nay nó mới về. Nếu bác xem được video này nhé thì bác hãy gọi ngay cho em nhé. Em Hoàng Guerra xưa chúc các bác một ngày mới an lành và hạnh phúc.